Rồi đây hôm nay là mình sẽ tải giường cho bà con mình xem luôn, coi cái mẫu mã với cái chất lượng cái của trái vú sữa hoàng kim như thế nào. Đây để mình hẹ hai mình sẽ tải giường luôn. Trái này thì nó mới vừa chín tới, nó còn hơi chút xanh. Trái này chắc khoảng gần nửa ký á. Thường thường vú sữa hoàng kim thì nó có từ một hạt tới hai hạt các bà con. Cây mình nhân giống bằng phương pháp ghép cành nha bà con. Đây là những sữa hoàng kim mình ghép cành, chu cành nó được hai bộ rễ thì trồng nó mau phát triển hơn. Đây là cây ghép cành. Cái này bị tẹo. Quá trời bị. Rồi hôm nay mình đi thăm vườn vú sữa hoàng kim của mình nha bà con. Vú sữa hoàng kim của mình hôm nay trái đã chín rồi. Rồi bây giờ mời mọi người xem nha. Đây, vú sữa hoàng kim của mình hôm nay đã chín rồi. Đây, cái này chín rồi. Một màu vàng rất mắt mắt nha bà con. Đây, quá vàng luôn. Đây. Trái này rất to. Bữa nay của mình chín rất nhiều nha bà con. Wow. Vàng thật hết trơn rồi. Bà con mình có mua trái hoặc là mua giống thì liên hệ với mình nha, liên hệ với là cây giống Tấm Dũng. Mình ở đây là mình có ba loại, cũng như là mình cây ghép cành, cây ương từ hạt và lại cây chiết nữa. Rồi đây hôm nay là mình sẽ tải giường cho bà con mình xem luôn, coi cái mẫu mã với cái chất lượng cái của trái vú sữa hoàng kim như thế nào. Đây để mình hẹ hai mình sẽ tại vườn luôn. Trái này thì nó mới vừa chín tới, nó còn hơi chút xanh. Trái này chắc khoảng gần nửa ký á. Thường thường vú sữa hoàng kim thì nó có từ một hạt tới hai hạt nha bà con, nhưng mà cái trái này là không không biết nó có mấy hạt, để mình sẽ cho bà con xem. Chắc một hạt. Có một hạt nghe bà con.
có một hạt ha. Thường thường là nó có một hạt hoặc hai hạt, nhưng mà trái này có một hạt, màu rất đẹp, rất mát mắt nha bà con. Giá hiện bây giờ là cũng rất là cao. Cái này là vú sữa hoàng kim chất lượng và năng suất là rất cao nha bà con. Trái quá trời sai luôn. Cây cho trái là khoảng từ 1,5 năm trở lên là bắt đầu nó sẽ cho trái. Cây này của mình hôm nay chắc khoảng cỡ 18 tháng rồi. Đây, trái của mình đang chín hết. Trái là tương đối rất to. Mấy trái này là khoảng từ 3-4 gram trở lên, tới nửa ký. Đây, chín hết rồi. Ăn thật sự cho bà con xem nha. Coi cái nó không có mủ nghe bà con. Đây, nó không có mủ. Đây, cái vỏ cũng rất mỏng, sẽ ngắn à, hơi khó lột hơn. Vâng. Rất ngọt nha bà con, không có mủ. Ăn cái vỏ luôn, ngọt thiệt chứ. Thôi bây giờ mình cũng mời các bạn đi qua những cây khác nha, tại vườn mình cũng cây có trái cũng rất nhiều. Mình quay tất cả những cây mình đang mang trái cho bà con xem. Đây, mình qua cây bên đây. Đây cái cây này nè, cây này trái cũng rất nhiều. Trái này chín rồi. Trái này là phải trên nửa ký nghe bà con, trên 500 gram. Trái này quá to. Đây cũng có chín nhiều rồi. Cây này khoảng 18 tháng, trên 18 tháng vậy rồi. Nó bắt đầu cho trái là khoảng 15 tháng. Tại cây này mà hôm nay mình cho trái cũng mấy đợt rồi. Trái quá xá luôn. Đây này, đây chín luôn nè. Trái trên kia chín luôn kìa. Trên kia lớn nữa. Trái trên kia chắc khoảng cỡ 700 gram ạ. Trái quá trái luôn. Đây này, trái này cũng gần chín nữa rồi. Bà con mình có cần mua giống hoặc là trái chín vú sữa hoàng kim liên hệ với mình ha. Cây giống Tấm Dũng, mình có bán giống và bán trái luôn. Đây nó ra trái là vừa ra trái vừa ra bông luôn. Bông nè, trái trên cây nhiều mà vẫn ra bông luôn. Trên kia có trái chín nữa kìa. Bên này cũng có trái chín nữa. Này là phải nói là năng suất rất cao. Đây nè, trái bự có, trái nhỏ có nè. Trái nhỏ nè, rồi bông nữa nè. Nè, mới đậu nè.
đây có trái chín luôn. Wow, cây này trái quá trái. Trái bên kia còn giữ nữa kìa, trái kia bự giữ luôn. Cây mình nhân giống bằng phương pháp ghép cành nha bà con. Đây là những số bằng kim mình ghép cành. Chu cành nó được hai bộ rễ thì trồng nó mau phát triển hơn. Đây là cây ghép cành. Một hồi ra ngoài là mình giới thiệu cho bà con cây chiết luôn. Mình bây giờ là đang có cây chiết nữa. Bà con cũng muốn cây chiết hoặc là cây ghép cành, cây ương hạt thì liên hệ với mình. Cây giống Tâm Dũng. Số điện thoại là 0907887147. Rồi mình cũng giới thiệu cho bà con luôn. Hiện bây giờ bên vườn mình có chiết nhánh bán luôn. Chiết nhánh này bà con mình muốn mua nhánh chiết mình vẫn có. Là cây ghép cành cũng có luôn, cây chu cành. Rồi cây ương từ hạt cũng có. Đây, cây chiết cành đây. Ủa cây này mình chiết đây. Chưa ra kể. Đây mình chiết đợt này cũng nhiều. Cây này có trái chín nữa nè. Trái này quá to luôn. Trái này quá to mới ngả màu. Trái này chắc khoảng 5 ngày nữa mới hái được. 4 ngày 5 ngày mới hái được.